Thế giới đã thay đổi. Bây giờ nó còn đẹp hơn. Mình tên là Trần Tuấn Việt. Tuấn Việt nghĩa là Việt Nam tươi đẹp. Ngay từ nhỏ thì Việt đã muốn chia sẻ những câu chuyện và hình ảnh đẹp của Tổ quốc mình. Trong 2 năm qua thì Việt đã chụp được rất nhiều bức ảnh mà trước đây mình bỏ lỡ. Đại dịch đã làm du lịch giảm mạnh. Nơi này giờ đã ít rác thải và ít ô nhiễm hơn. Thiên nhiên đã trở lại vẻ đẹp bình yên như trước. Nó là một cơ hội giúp Việt khám phá lại đất nước của mình. Một chiếc máy ảnh tốt sẽ giúp mình ghi lại được những kỷ niệm đẹp hơn. Trong hành trình đến Đà Lạt lần này thì Việt đã dùng hầu hết mọi tính năng của Galaxy S21 và mình thực sự ngạc nhiên về chất lượng của những bức ảnh. Trại mát là nơi bạn có thể ngắm nhìn biển mây lúc bình minh. Việt đã dùng chế độ 108 megapixel để chụp toàn cảnh ở nơi đây rõ đến từng chi tiết. Hồ Tuyền Lâm là một nơi giản dị, lãng mạn và bình yên ở Đà Lạt. Chế độ Space Zoom giúp Việt chụp cận cảnh những người ngư dân mà bình thường rất là khó để quan sát rõ. Wow, incredible. Chế độ Pro giúp những người yêu nhiếp ảnh nâng khả năng chụp ảnh lên cấp độ cao hơn. Chế độ này có hầu hết các tính năng một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cần đến. Người mẫu nổi tiếng thế giới. Trong cuộc sống thì có rất nhiều điều đẹp đẽ mà chỉ cần bạn chậm lại một chút sẽ thấy được rất là rõ. Việt đã khám phá được rất là nhiều điều trước đây mình đã bỏ lỡ. Hy vọng những bức ảnh Đà Lạt mà Việt chụp bằng Galaxy S21 sẽ tạo cảm hứng cho mọi người khám phá và chụp lại vẻ đẹp xung quanh mình.